Hello, Loan xin chào cả nhà. Wow, mùa này phượng tím mà ngỏ đẹp dễ sợ nha. Sáng nay Lan với anh Liêm đi xuống Phúc Rạch. Tại Phúc Rạch thì khu người Việt đông, ở dưới có nhà hàng nhiều nên xuống dưới ăn. Đang chạy trên nhà, đang chạy tẻ xuống đường anh kết queo. Phát kết queo chứ, trên này là phát kết queo. Queo phải thì chạy lên đường lên coi. Wow, bên đó quá trời phượng tím kìa. Wow, trời phượng tím đẹp rồi con ơi. Nhà Lan có một cây sao hè mà nhưng nhầm khi có bông năm nay đâu, chặt nó không có bông này. Chạy ngang trường Stepmore nha. Trường này khá nổi tiếng, học sinh học đây như đậu cao cao. Đây là trường Stepmore. Chạy xuống tới Leamington rồi, trường đua đây. Mời cả nhà sáng đi ăn sáng nhà hàng Hạ Long. Ờ, lâu quá mình không ăn Hạ Long nha. Anh lấy cái đó ra ngoài nhé. Quẹo đi anh, quẹo đi anh. Đây, nhà hàng Hạ Long. Em nghĩ giờ này chắc đông, không có chỗ đậu đâu. Thế là thiếu gì chỗ đậu mà nói lộn. Cái chỗ này bán bánh này mà rồi cũng ngon lắm nè, tại chúng ta cháy nhà tại đó bên đó đậu ai làm chô đậu dưới này, thiếu gì chỗ đậu anh chặt đậu chô nó phạt à. Tụi em cái này cao sầu rầy xiên lắm, không thôi lên cao phạt đậu anh mát xe không có tốn tiền nữa, lên cao phạt đậu sắp hàng món mì hết chỗ lên chạy lên đậu đậu nha. Các bạn đọc phi nên lọc lọc đi ta đi rồi ăn bánh mì mà đã đắt dễ sợ nha. Rồi nên quyết định lên các bạn đậu đi cho nó mát xe. Lịch sự nhường tới đây rồi trong thân máy phút rầy đi ra. Chúc em mua nước mía uống cho em một uống này. Hai vợ chồng đang đi kiếm đồ ăn nha bà con, holiday Lan với anh Liêm mới rảnh đi cái ăn đây. Rồi mời cả nhà đi ăn với hai chồng Lan nha. Thứ hai hả? Ờ, holiday chắc nghỉ hả? Holiday bữa nay không có mở cửa đi qua dạ qua gì năm ăn rồi không có mở cửa rồi xua rồi chỉ là người ta nghỉ hôm đây đó nè. Bỏ qua bún quế đậm ba rồi quyết định ăn bún bò Huế đậm ba. Hạ Long đóng cửa rồi. Bún bò Huế đậm ba, bún bò Huế đậm ba. Không lấy kiến gà hả? Vô lại không lấy kiến quên. Cô trà mời em chút. Mời em uống trà. Ừ. Lịch sự cùng mình. Mời. Rồi, thank you. Mời vợ uống trà. Sáng nay Lan với anh Liêm tính ăn ở Hạ Long mà ai nhà ta hô đê ta đóng cửa bà con ơi, nên bây giờ đi ăn bún bò Huế đông ba. Mời cả nhà ăn bún bò Huế đông ba nha.
tại anh Liêm kêu tô phở bò gà nhìn hấp dẫn quá hả, để chén gà không vô rồi. Có gà mà chắc không có gà bò. Ủa chắc chú quên à, có gà không bò đó. Bò à, có gà, bò gà, bò gà đặc biệt ngon nha, rồi ăn đi anh. Bò cả nhà ăn thử. Có tương ngọt không? Có, đấy nè. Ăn đi ạ. Ăn đi, em ngồi phiên ăn ăn. Cô em chưa ghe. Ông để tầm lum tầm la cho nghe bà con. Không nên kiếm lợi. Rồi đây. Rồi. Cái gì đây? Bún bò Huế Đông Ba đây, khỏi cần đi ra Huế nha. Ăn ở đây cũng có bún bò Huế. Mời cả nhà ăn bún bò Huế Đông Ba với Lan nha. Mở cái nhà như thế này. Ngon. Ngon phải không? Phở phở ngon, anh em phở ngon. Lâu lắm rồi đang mới lại ăn đồng bà nha. Mở cái nhà. Biết chỗ phở ngon. Ta làm hai cái chung. Ăn thử miếng là vào này của em. Cảm ơn em. Như vậy là nãy là gọi là phở gà đó em. Dạ, cho em phở bò gà đặc biệt giống gì nữa chứ. Không, cái này đặc biệt như vậy, cái này nghĩ là làm và hai cái chung á, phở bò gà. Hai cái chung là gì? Bò gà đặc là bò á. Dạ, bò gà. Mà giống gì nữa? Dạ, giống gì đó khác quen chứ. Hôm nay Lan uống sinh tố bơ nha, anh Liêm uống sinh tố mần cầu. Mời cả nhà uống sinh tố bơ với Lan nha, mời cả nhà. Ngon hả? Tố bơ. Trời nóng mà, cái này ngon.
con. Đủ ngủ đi. Má này béo ngon. Ngon quá. Ngon quá, ngon vậy hả? Ngon là phải mua chi, tất cả quay. Cái bức tranh đẹp dễ sợ. Ngon mà bán thịt nhiều đó phải không? Anh Liêm thích nhất là dụng thịt nhiều. Không biết nhiều tiền thịt nhiều là ngon à. Giá chờ cho hột quẹt, quẹt đừng có cháy. Vừa ăn xong là ra hút thuốc à. Bó tại luôn. Điếu. Rồi Lan với anh Liêm mới ăn bún bò ở Đông Ba ngon bà con. Ngon mới đi lại đây. Để em mua đồ. Mua đồ cái mình mới đi về. Lúc nào cái bánh mì Như Lan cũng đợi sắp hàng. Bà con đông ghê gớm. Xanh không? Tiệm cắt tóc. Tiệm cắt tóc. Đi tới. Chỗ này bán bò bò khắp đắt lắm nè. Bò bò khắp. Rồi Lan với anh Điên đi lên thang máy, đi lên lầu nha bà con. Đậu xe ở đây không có tốn tiền. 2 tiếng không có cho tiền. Vô. Tới đây đâu có tốn tiền đâu. Rồi thôi Lan với anh Liêm lên cà phạt đi về nha bà con. Thôi lên xin chào cả nhà, hẹn bà con lại clip sau. Nhớ đăng ký và chia sẻ ủng hộ dùm. Merry Christmas and Happy New Year. Chúc các bà con, cô bác, anh chị em một mùa Giáng sinh an lành và năm mới vui vẻ. Xin chào cả nhà, bye bye bà con, bye bye.